trời, nắng lung linh xuyên qua hàng cây. Cặp sách này, bút viết này em đã mang. Em đến trường sinh lớp 52 trường tiểu học Lê Đình Chinh. Hôm nay đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến chân dung về người phụ nữ qua từng trang sách. Em xin giới thiệu về cuốn sách Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa chống quân đô hộ của nhà Hán. Lịch sử Việt Nam có rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn lịch sử to lớn và hào hùng trong suốt hàng ngàn năm. Để giúp các bạn hiểu thêm về quá khứ dựng nước và giữ nước của dân tộc, hôm nay mình xin giới thiệu câu chuyện có tựa đề Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa chống quân đô hộ nhà Hán. Truyện thuộc bộ truyện tranh lịch sử do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành vào năm 2017. Trân trọng kính mời quý thầy cô giáo và các bạn cùng lắng nghe. Hai Bà Trưng là hai con gái yêu của Lạc Tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương ở huyện Mê Linh, nay thuộc Hà Nội. Lạc Tướng kết hôn cùng bà Mang Thiện, cháu ngoại vua Hùng, sinh hạ được hai cô con gái giống nhau như đúc, đặt tên là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, mẹ từng tảo dồn bao tâm huyết nuôi dạy hai con khôn lớn, mong sao con nối nghiệp hoàng tộc. Hai chị em không ai chịu thua kém ai, kết thành một cặp văn võ song toàn. Lễ hội thượng võ ở Mê Linh năm ấy thu hút nhân tài ở khắp nơi nô nức kéo đến tham gia thi đánh cọp. Cuộc tỷ thí hồi hộp, căng thẳng kéo dài. Cuối cùng Mãnh Hổ đã gục ngã trước ngọn lao của Thi Sắt. Nhưng trước đó một mũi tên đã xuyên qua mắt Hổ Dữ, và xạ thủ ấy chính là Trưng Trắc. Nâng chén rượu mừng chiến thắng, chàng Thi Sắt, con trai Lạc Tướng, huyện Chu Diên, nay thuộc Hà Nội, tỏ ý không phục. Lời khích lệ đó của Thi Sắt đã kết nối mối nhân duyên kỳ ngộ giữa đôi trai tài gái sắc của hai dòng họ Lạc Tướng, danh tiếng khắp vùng. Lúc bấy giờ, quan cai trị quận Giao Chỉ của nhà Hán là Thái Thú Tô Định. Vốn là kẻ tham tàn, bạo ngược, y đã ban hành nhiều chính sách hà khắc nhằm đồng hóa người Việt, giết hại bao sinh linh để vơ vét của cải. Hai gia đình Lạc Tướng cùng nhau mưu việc lớn, họ bí mật tìm cách liên kết với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước để chuẩn bị nổi dậy. Không may, Thi Sách bị Tô Định giết hại, nhiều người dân vô tội cũng bị giết dưới tay lưỡi gươm độc ác của kẻ thù. Chính những hành động độc ác, ngông cuồng đó của quân Hán càng làm tăng thêm lòng căm phẫn trong nhân dân. Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa, kêu gọi toàn dân đứng lên đánh giặc, quyết tâm đền nợ nước trả thù nhà. Một ngày xuân, bên dòng sông Hát, nay thuộc Hà Nội, hai nữ tướng khí khái hiên ngang đứng dưới lá cờ đại nghĩa cất cao lời thề: một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Đi như trời long đất lở, đoàn hùng binh ầm ầm tiến thẳng vào dinh Thái Thú Tô Định ở Luy Lâu, Bắc Ninh. Ngồi trên bành voi, hai bà dẫn đầu toàn quân xông pha chiến trận. Chiến thắng giòn giã của hai nữ tướng làm nức lòng nhân dân cả nước. Đất nước đã sạch bóng quân thù, nền độc lập được phục hồi sau hơn 200 năm chịu sự nô lệ. Trưng Trắc được suy tôn làm vua, xưng hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh. Sau khi lên ngôi, Trưng Vương đã phong tước cho Trưng Nhị và những người có công.
Để tưởng nhớ ơn đức của hai bà Trưng, nhân dân ta dựng đền thờ hai vị nữ tướng đã dựng nghiệp đế vương, làm vẻ vang trang sử chống ngoại xâm của nước nhà. Các bạn thân mến, với hình ảnh sinh động, bắt mắt cùng những sự kiện, địa danh và nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử được tái hiện trong từng trang sách, câu chuyện hai bà Trưng và cuộc khởi nghĩa chống quân đô hộ nhà Hán đã thể hiện sự biết ơn và lòng tự hào của dân tộc ta đối với hai bà Trưng, cũng là hành trang hữu ích giúp chúng ta tiến bước vững vàng trên con đường hội nhập.